ngầu quá. Bạn hãy tự giới thiệu đôi nét về mình. Em chào anh Nguyên Khang và ba vị giám khảo. Em là Kỳ Anh, là một ảo thuật gia. Ngày hôm nay em sẽ làm biến mất 100 ổ khóa này trong trường quay và tất cả mọi người sẽ không thể biết là nó ở chỗ nào. Nước tăng lực Rockstar mới, phong độ siêu bền bỉ, tiếp sức siêu thử thách. Ảo thuật hả? Dạ vâng ạ. Bạn hãy thể hiện tài năng của mình đi, tôi đang chờ đợi. Dạ, đang rất là chờ đợi. Em chỉ nói vui thôi. Thật ra là em là một thợ khóa, sẽ phá bỏ mọi giới hạn. Tôi luôn dành sự ngưỡng mộ cho những người như thế này. Và nhân dịp này, trước khi bạn biểu diễn thì tôi nói, ở thủ đô Hà Nội, những góc phố đông thường có những người mang cái hòm để ở đấy. Và tôi gọi đấy là những người có đôi bàn tay vàng. Bởi vì là mất khóa, thất lạc khóa, cong chìa, gãy chìa, đến gặp là sẽ giải quyết được. Mà bạn chính là một trong số những người ở đâu đó, ở những ngã tư ở thủ đô Hà Nội là có thể hiểu thế được, đúng không? Cái chuyện làm khóa nó không mới. Nhưng mà tôi muốn hỏi Kỳ Anh là điều gì mà Kỳ Anh thấy Kỳ Anh đặc biệt hơn những người giống như bạn? Cái giỏi nhất của em là phá khóa tất cả các loại khóa khác nhau. Wow. Ngày hôm nay em thách thức bản thân mình bằng một cái không phải là mình giỏi nhất. Đó chính là em sẽ rũa lại những chiếc chìa khóa mà các giám khảo sẽ chọn lựa một trong 100 ổ. Với cái thách thức giới hạn này, chúng tôi xin phép được nói rõ hơn một chút. Ở đây có 100 ổ khóa. Tất cả những ổ khóa và chìa khóa này về hình dáng thì giống nhau. Tuy nhiên, mỗi một ổ khóa thì chỉ có một chìa khóa có thể mở được mà thôi. Ba vị giám khảo của chúng ta, mỗi một người sẽ chọn một cái ổ khóa có sẵn chìa khóa, khóa từng cái lớp cửa theo trình tự từ trong ra ngoài. Nhiệm vụ của bạn ấy là sẽ nhìn lại cái chìa khóa gốc đó được đặt kế bên và giũa chìa khóa trong thời gian quy định của chương trình 60, 50 và 40 giây. Nếu bạn mở được từng cánh cửa và chạm vào cái chuông bấm để kết thúc thời gian tương ứng, bạn sẽ vượt qua được thử thách này. Cái này nó có từ chuyên môn, không phải là một cái chìa khóa trắng mà nó gọi là một cái phôi. Đúng không? Bạn sẽ nhìn cái răng khóa, nó sẽ tì vào những viên bi trong ổ khóa để nó mở được lẫy khóa, đúng không? Đúng ạ. Đấy nhá, anh nói với em về nguyên tắc là anh biết hết. Nhưng bây giờ bạn đánh tay bằng rũa. Dạ vâng ạ. Vậy là bạn và lại trong thời gian khó hơn rất nhiều. Em nghĩ là cái deadline á, ngoài cái việc làm ra áp lực thì nó còn kích thích chúng ta phải nhanh hơn. Cái đồng hồ này nó sẽ giúp cho bạn cả hai cái luôn. Thưa quý vị, ở đây sẽ là màn hình và nhiệm vụ của bạn là sẽ mở khóa từ ngoài vào trong. Màn hình đầu tiên, thời gian dành cho bạn sẽ là 60 giây. Lưu ý khi mở xong cánh cửa nào thì phải nhấn chuông để đồng hồ của chúng tôi dừng lại. Và nếu như bạn không thực hiện được bất kỳ cánh cửa nào với thời gian quy định của ban tổ chức, coi như thử thách đó không thành công. Bạn đã sẵn sàng chưa? Trước khi em muốn... Em cởi ra đúng không? Đã. Vâng, thưa quý vị, đóng phim James Bond đã xong rồi ạ. Là bây giờ phải giũa đúng không anh? Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, bạn có thời gian để quan sát chiếc chìa khóa gốc. Và khi bạn nói sẵn sàng rồi thì chúng tôi mới ra hiệu lệnh để bấm. Và thời gian chạy lên trên màn hình LED này chính là thời gian giũa chìa khóa. Đón xem siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần, chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.